Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông vẫn đang là hình thái chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hình thái này mà khu vực phía Đông Bắc Bộ trời sẽ nhiều mây hơn, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều về đêm và sáng. Và ban ngày mây có giảm bớt nhưng nắng chỉ gián đoạn với cường độ yếu. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc do trời vẫn có nắng nên mức nhiệt tại đây cao hơn từ 2 đến 3 độ và có nơi trên 26 độ. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội trưa nay trời giảm mây hơn nhưng nắng thì chỉ hửng lên đôi chút. Do vậy, mức nhiệt cao nhất trưa nay sẽ không tăng nhiều, dao động từ 22 cho đến 23 độ. Về đêm nhiệt giảm lại, giảm chỉ còn khoảng 17 đến 18 độ. Quý vị lưu ý trời nhiều mây, sương mù duy trì hầu như là cả ngày, khiến cho không chỉ tầm nhìn giảm thấp mà bụi mịn trong không gian cũng không khuếch tán được. Vì vậy, chỉ số ô nhiễm trong không khí cũng tăng cao. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Lui xuống Trung Bộ, thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay, sau nhiều ngày âm u và có mưa thì ngày hôm nay mưa cũng giảm hẳn, nắng xuất hiện nhiều hơn. Như vậy mà nền nhiệt ngày hôm nay trên thành phố sẽ tăng và dao động ngày đêm trong khoảng từ 22 đến 27 độ, cảm giác ấm áp hơn hẳn những ngày trước đó. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay mưa trái mùa không còn, thời tiết quay trở lại trạng thái nắng mạnh vào trưa chiều. Dự báo trưa chiều nay một số nơi ở Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt tăng lên mức từ 34 cho đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay. Cảm giác nóng bức xuất hiện vào thời điểm từ 11 đến 15 giờ chiều khi nắng gắt. Lưu ý là chỉ số UV lúc này duy trì ở mức rất cao là mức 10, có thể gây nguy hiểm cho da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng từ 10 đến 15 phút trở lên. Vì vậy, quý vị hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nếu có ra ngoài thì cần trang bị kỹ kính mát, mũ, áo khoác và kem chống nắng. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.